Bạn phải học HTML, CSS, JavaScript, React hoặc Node.js theo thứ tự là một lời khuyên về lập trình ngu nhất mà bạn có thể nhận được từ những người trên mạng ở bất kỳ đâu. Nó giống như bạn đang cố giải thích cách qua đường cho một anh Tây và nó kiểu cứ đi qua thôi. Nên nhớ rằng bạn đến với lập trình để làm một cái gì đó thật ngầu hoặc cố gắng tìm một công việc lương 50 triệu một tháng. Tại sao lại có lời khuyên trên? Vì bí mật của lập trình là xây dựng một thứ gì đó mà nó có thể truyền cảm hứng cho bạn và khiến cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Bước thứ nhất, hãy tìm một ý tưởng về phần mềm sẽ thay đổi cả thế giới. Bước thứ hai, cố gắng làm nó đơn giản nhất có thể. Nếu bạn muốn làm một mạng xã hội, hãy làm một app nhỏ có thể nhắn tin được. Bước thứ ba, bây giờ bạn sẽ biết mình cần làm gì để tốt hơn trong lập trình và có thể bạn sẽ quay lại học HTML bằng cách là xem video trên YouTube. Đừng tham gia vào một trung tâm vì nó không cần thiết. Bước thứ tư, hãy lặp lại quá trình trên. Bạn sẽ phải lặp lại quá trình trên trong một khoảng thời gian và trong quá trình đó bạn sẽ nhận được một công việc lương 50 triệu một tháng hoặc điều hành một con kỳ lân công nghệ. Nhưng nếu bạn muốn học tất cả mọi thứ trong một lần và đùng một cái bạn có một công việc 100 triệu một tháng thì đây là những gì tôi cảm nhận được từ kinh nghiệm của mình. Đầu tiên, bạn nghĩ bằng đại học tốt sẽ cho bạn cơ hội việc làm tốt. Chắc chắn rồi. Nhưng bạn nên biết rằng khi bạn vào đại học, bạn sẽ phải làm quen với những thứ như là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thuật toán tìm đường, giải tích 1, giải tích 2 và 80% trong số chúng bạn sẽ chẳng dùng tới nếu bạn không ở nhóm 1% sinh viên. Có nghĩa là 500 sinh viên thì bạn ở top 5, thực tập ở Google, Facebook mà thực ra thì tôi cũng chẳng biết đâu. Vì không ở top 1% nên là tôi mới ở đây làm video YouTube. Thứ hai, khi bạn đi làm ở bất kỳ công ty nào với không kinh nghiệm, bạn nghĩ nhà tuyển dụng sẽ mong đợi bạn kiến thức về HTML, CSS, JavaScript không? Thằng này lương 5 triệu, 10 triệu thì nó có trụ được một năm không nhỉ? Và nếu bạn thực sự có một công việc tốt ngay từ khi bắt đầu thì tôi chắc chắn bạn cũng đã trải qua quá trình tự học đầy gian khổ bằng việc đó là lặp lại 4 bước: làm, thất bại, học và lặp lại. Và đó là 4 bước để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Tôi là Sir Real, hy vọng sẽ gặp bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.